huấn luyện viên Philippe Chuze thua Iraq chưa phải tận cùng của sự tệ hại. Huấn luyện viên Philippe Chuze đã có những bài phát biểu lạc quan sau trận thua của U23 Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận về thất bại 0-3 trước U23 Iraq ở trận ra quân tại Doha Cup 2023. Đội bóng áo đỏ sớm phải chơi thiếu người do thẻ đỏ của Vũ Tiến Long. Bên cạnh đó, màn trình diễn của các cầu thủ áo trắng trên sân vẫn chưa phải là tốt nhất. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Philippe Chuze cho biết: "Đây chưa phải là kết quả mà chúng tôi nói là tận cùng của sự tệ hại. Đây là cơ hội để toàn đội phân tích, rút ra kinh nghiệm trong tương lai. Các đối thủ tham dự giải đều chất lượng cao, thật khó để chúng ta không mắc sai lầm. Tôi muốn qua đây U23 Việt Nam được học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn nữa." Ở trận đấu này, U23 Việt Nam không những chỉ nhận một mà hai thẻ đỏ. Theo đó, ở những giây cuối cùng của trận đấu, Minh Khoa tiếp tục bị rút thẻ. Tuy vậy, chiến lược gia người Pháp khẳng định trọng tài đã phán xử đúng trong những tình huống này. Trọng tài không mắc sai lầm khi rút hai thẻ đỏ với cầu thủ U23 Việt Nam. Từ những thẻ đỏ như thế này, cầu thủ phải biết kiểm soát hành vi, tâm lý của mình tốt hơn trên sân thi đấu. Có những thời điểm chúng ta cần có những kết quả có phần không như mong muốn để thay đổi, tìm kiếm cơ hội tích cực hơn. Cuối cùng, chiến lược gia người Pháp bày tỏ niềm hy vọng vào các học trò ở trận đấu tiếp theo gặp đối thủ UAE. "Tôi không mong muốn tất cả mọi thứ sụp đổ ngay sau trận thua U23 Iraq. Các cầu thủ cần phải cải thiện và trở lại ngay lập tức cho trận đấu tiếp theo." Chơi thiếu người, màn trình diễn và những pha phối hợp của đội bóng áo trắng cũng không có được sự chính xác cần thiết. U23 Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên từ chấm đá phạt đền trong hiệp 1. Sang đến hiệp 2, đội bóng áo đỏ mong muốn gỡ hòa nhưng điều này lại khiến cho sai lầm của hàng phòng ngự được bộc lộ. Đội bóng của chúng ta phải nhận liên tiếp hai bàn thua sau đó trong hiệp 2. Ở trận đấu tới, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze sẽ đối đầu với U23 UAE, đội bóng vừa có được chiến thắng trước chủ nhà U23 Qatar. Thua đậm Iraq, U23 Việt Nam nhận tin buồn từ ban tổ chức Doha Cup. U23 Việt Nam nhận thông tin không mấy lạc quan từ ban tổ chức Doha Cup 2023 sau thất bại đậm trước U23 Iraq. Rạng sáng ngày 23 tháng 3, U23 Việt Nam bước vào trận ra quân giải giao hữu Doha Cup 2023 với cuộc chạm trán U23 Iraq. Đây là trận đấu đầu tiên của tân huấn luyện viên Philippe Chuze trên cương vị mới. Trước một đối thủ vượt trội, U23 Việt Nam đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Tấm thẻ đỏ sớm của hậu vệ Vũ Tiến Long khiến lối chơi của U23 Việt Nam bị phá sản, dẫn đến thất bại đậm 0-3. Cuối trận, U23 Việt Nam còn phải nhận thêm một tấm thẻ đỏ nữa sau khi Minh Khoa phạm lỗi nguy hiểm và bị truất quyền thi đấu. Mới đây, ban tổ chức Doha Cup 2023 đã báo tin buồn tới U23 Việt Nam khi trận thua 0-3 trước U23 Iraq là tỷ số thua đậm nhất sau lượt trận đấu đầu tiên, khiến thầy trò huấn luyện viên Chuze rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Cũng thua 0-3 như U23 Việt Nam còn có U23 Oman khi tỏ ra quá lép vế trước U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, bất ngờ nhất là U23 Thái Lan khi cầm hòa 2 đều với đối thủ mạnh U23 Ả Rập Xê Út. Ở trận đấu còn lại, U23 UAE và U23 Kuwait đều được hưởng niềm vui chiến thắng trước lần lượt U23 Qatar và U23 Kyrgyzstan với cùng tỷ số 1-0. Sau lượt trận đấu đầu tiên, U23 Iraq và U23 Hàn Quốc chia sẻ ngôi đầu với 3 điểm cùng hiệu số dương 3. U23 UAE và U23 Kuwait tiếp sau đó với 3 điểm hiệu số dương 1. U23 Ả Rập Xê Út và U23 Thái Lan đứng thứ 5 và thứ 6 với 1 điểm. Các vị trí ở nhóm cuối lần lượt là U23 Kyrgyzstan, U23 Qatar, U23 Oman và U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, ban tổ chức Doha Cup 2023 cũng phát tín hiệu không mấy lạc quan đến U23 Việt Nam khi hai cầu thủ là Tiến Long và Minh Trọng sẽ vắng mặt ở lượt trận đấu thứ hai gặp U23 UAE rạng sáng 26 tháng 3 do án treo giò. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Philippe Chuze cho biết: "Với bất lợi về mặt quân số, cầu thủ sẽ trở nên mất tự tin ở trên sân. Tỷ số là kết quả không mong muốn, nhưng chúng tôi đến đây để vươn tới từ những sai lầm và từ đó sửa chữa để tiến bộ. U23 Việt Nam rất mong đợi trận đấu thứ hai để thể hiện tốt hơn sau những gì mà chúng tôi tập luyện." Cổ động viên Đông Nam Á: "Việt Nam ơi, hãy tỉnh lại đi, đừng mơ nữa." Cổ động viên Đông Nam Á đồng loạt có những lời mỉa mai U23 Việt Nam sau trận thua 0-3 U23 Iraq ngày ra quân tại Doha Cup 2023. Đội tuyển U23 Việt Nam đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ tại Doha Cup với trận thua 0-3 trước đối thủ U23 Iraq. Trước khi bước vào trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze đã lường trước được những khó khăn mà toàn đội phải đối mặt. Trước một Iraq vượt trội về mặt thể hình, đội bóng áo đỏ không có được nhiều thời gian cầm bóng. Sau trận đấu, cổ động viên Đông Nam Á đã để lại nhiều bình luận chê bai và mỉa mai màn trình diễn của các cầu thủ áo trắng. Trên trang chủ của ASEAN Football, nhiều người viết: "Việt Nam là số 1 trên thế giới, không bao giờ để thua." Cổ động viên có tên là Ia Shambucha bình luận: "Hãy tỉnh sau giấc mơ đẹp đi, Việt Nam." Một cổ động viên Thái Lan viết: "Chúc mừng Việt Nam nhé, những trận thua tiếp theo đã sẵn sàng chờ các bạn." Tài khoản Hoa Aisam mỉa mai. Trong khi đó, bên cạnh những bình luận không mấy tích cực của cổ động viên Đông Nam Á, nhiều người hâm mộ Iraq cũng đã tràn vào ASEAN Football và gửi lời khích lệ đến đội bóng áo đỏ.
Đây chỉ là một trận bóng đá giao hữu thôi mà, còn rất nhiều thời gian cho huấn luyện viên Chuzier và các cầu thủ U23 Việt Nam làm quen với nhau sắp tới. Tài khoản Agassi viết. Bên cạnh đó, các cổ động viên Việt Nam cũng đã gửi lời động viên đến thầy trò huấn luyện viên Chuzier. Các cầu thủ còn quá non trẻ, việc thiếu kinh nghiệm dẫn đến sai lầm là hết sức bình thường. Hãy cố gắng lên, chúng ta còn cả tương lai phía trước. Tài khoản Khoa Mai bình luận trên trang ASEAN Football. Đội mới chỉ tập luyện với nhau một tháng, không sao cả. Thầy mới, chiến thuật mới, hãy tập làm quen. Mục tiêu của chúng ta là SEA Games và World Cup. Doha Cup chỉ là màn khởi động làm nóng thôi. Cố gắng lên các chiến binh sao vàng. Bình luận của Dương Minh nhận được khá nhiều lời like của người hâm mộ. Đội bóng chơi thiếu người thì việc bị Iraq hoàn toàn áp đảo là đúng rồi. Mong các cầu thủ giữ vững tinh thần ở trận đấu sau. Đội tuyển U23 Việt Nam phải chịu cảnh chơi thiếu người ngay trong hiệp đấu đầu tiên sau khi Vũ Tiến Long có pha phạm lỗi về đối phương và bị trọng tài phạt thẻ đỏ rời sân. Bàn thắng đầu tiên của U23 Iraq đến từ phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1 trên chấm phạt đền. Phút 60, đội bóng Tây Á tiếp tục nhân đôi cách biệt với bàn thắng của Ahmed Hassan. U23 Iraq hoàn thành chiến thắng 3 sao sau khi Al Irami ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 85. Thủ môn U23 Việt Nam nói lý do thua đậm trận ra mắt huấn luyện viên Chuzier. Thủ môn Quan Văn Chuẩn của U23 Việt Nam tiết lộ nguyên nhân để thua đậm U23 Iraq ở trận ra quân Doha Cup 2023. U23 Việt Nam đã nhận thất bại 0-3 trước U23 Iraq ở trận ra quân giải giao hữu Doha Cup 2023. Tân huấn luyện viên Philip Chuzier có màn ra mắt khó khăn ở trận đấu chính thức đầu tiên. Tấm thẻ đỏ trực tiếp ở phút 22 của Vũ Tiến Long được xem là bước ngoặt của trận đấu. Hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội truy cản trái phép Nihat Muhammad để ngăn chặn tình huống đối mặt với thủ môn. Phát biểu sau trận, thủ môn Quan Văn Chuẩn cho biết U23 Việt Nam đã chơi tốt cho đến khi phải thi đấu thiếu người, dẫn đến thế trận bị đảo lộn. Toàn đội đã nỗ lực kiểm soát bóng, nhưng khi mất một cầu thủ thì sự kết nối lên tuyến trên đã bị mất, rất khó khăn. Khi huấn luyện viên Chuzier buộc phải rút đi một tiền đạo thì không có mục tiêu bên trên. Các cầu thủ không có người phối hợp nên rất khó. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên Chuzier yêu cầu các cầu thủ vẫn phải nỗ lực kiểm soát bóng và tìm kiếm một bàn gỡ. Thủ môn U23 Việt Nam cũng thừa nhận khả năng chuyền bóng kém là lý do thất bại. Chúng tôi cần học hỏi rất nhiều, cải thiện rất nhiều. U23 Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt nhưng cũng chuyền hỏng rất nhiều. Đây là điều cần phải thay đổi. Toàn đội đã cố gắng hết mình. Đầu trận, chúng tôi đã thi đấu khá tốt nhưng đánh mất thế trận sau tấm thẻ đỏ. Cá nhân Quan Văn Chuẩn không mắc lỗi trong 3 bàn thua của U23 Việt Nam và còn suýt cản phá được quả đá phạt đền ở phút 32 khi đã đổ người đúng hướng. Ngoài ra, thủ môn thủ biên chế câu lạc bộ Hà Nội còn có 6 pha cản phá thành công. Với màn trình diễn này, Quan Văn Chuẩn nhiều khả năng tiếp tục bắt chính ở trận U23 Việt Nam gặp U23 UAE vào lúc 0:30 ngày 26 tháng 3 giờ Hà Nội. Hiện tại, U23 Việt Nam đang xếp cuối bảng xếp hạng Doha Cup 2023 sau lượt trận đấu đầu tiên. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzier sẽ còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện tình hình trước khi hướng đến SEA Games 32. Trọng tài Mishari đã rút 2 tấm thẻ đỏ cho cầu thủ U23 Việt Nam trong trận thua 0-3 trước U23 Iraq. Đây là trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp ông Al-Shamari xử phạt nặng tay đến như vậy. Bản thân vị trọng tài Al-Shamari này cũng có lần đầu tiên trong sự nghiệp rút tới 2 tấm thẻ đỏ trong một trận. Trước đó, vị trọng tài này đã điều khiển 41 trận đấu chính thức, rút ra 6 tấm thẻ đỏ gián tiếp, 2 thẻ vàng một trận và 8 thẻ đỏ trực tiếp, nhưng không có trận đấu nào mà ông phải rút tới 2 thẻ đỏ.